Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel OneBee Legend. Nếu cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giải thích vô cùng thú vị trong OneBee. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, full OneBee chapter 1098. Vậy là sau khi một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter 1098 được công bố, với phần lớn nội dung của chapter là kể về sự ra đời của Bonnie. Và nếu bạn là một người sống tình cảm, thì đây sẽ là một chapter có nhiều cảm xúc nhất trong năm 2023 này. Chuyện tình của Kuma và Bonnie quá đáng thương, đặc biệt là Kuma khi phải chứng kiến người mình yêu chết, phải nuôi đứa con mang trong mình dòng máu của bọn Thiên Long Tinh, kẻ thù đã giết cha mẹ mình, đồng thời rất có thể sau này Kuma đã hiến toàn bộ thân xác của mình để cứu cho Bonnie. Ngoài ra, theo những thông tin mới được tôi cập nhật thì Oda đã không có một chapter 1098 hoàn chỉnh, mà thay vào đó sẽ có một vài khung tranh không đổ bóng, tức không được chỉnh chu cho lắm, và đây là một trường hợp hiếm có trong lịch sử của bộ truyện tranh One Piece. Và nhà cung cấp thông tin Redon cũng đã có bản đầy đủ thông tin chi tiết của chapter, cũng như xác nhận Oda sẽ không có một chapter 1098 hoàn chỉnh. Và cho nên nó đã khiến tôi ngay lập tức làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em hãy like và share video giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên chủ đề của chapter 1098 này là Ngày Bonnie chào đời. Và có thể thấy phần lớn nội dung của chapter là để nói về sự ra đời của Bonnie. Dẫu vậy thì thông qua chapter này chúng ta cũng đã biết Bonnie không phải là con ruột của Kuma, mà là con của một thiên tâm nhân nào đó với Ginny. Và có thể thấy Kuma thật sự đáng thương. Ngoài ra, nếu để ý bạn sẽ thấy từ chapter 1095 cho đến chapter 1098, cả ba chapter đều là tên của ba nhân vật Kumachi, Ginny và Bonnie. Trang bị của chapter tuần này là lời xin lỗi của tác giả Oda khi đã không thể hoàn thành 100% chapter 1098. Chúng tôi thấy là xin lỗi này xuất hiện trên quần của Brook. Tôi không thể nào vẽ kịp chapter 1098. Tôi xin lỗi. Lý do cho lời xin lỗi này là vì trường có quá nhiều trang vẫn chưa vẽ xong mà chỉ dừng lại ở bản phát thảo. Bắt đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó vì sự mất tích của Ginny. Theo đó thì Ginny đã bị bắt cóc trở thành vợ của một thiên lâm nhân. Do vậy thì chúng ta vẫn chưa biết đó là ai, thuộc gia tộc nào. Đồng thời, toàn bộ nhóm vua cách mạng xuất hiện cùng với Ginny ở chapter trước đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một cuộc tấn công của chính quyền thế giới. Dù chưa biết quá trình làm vợ đó diễn ra như thế nào, nhưng với việc có quá khứ là nô lệ thì chắc chắn Ginny sẽ vô cùng đau khổ. Bởi nó là vợ nhưng thực chất là nô lệ tình dục cho bọn chúng. Đó được thể hiện rõ qua hành động và lời nói của Thánh Charlotte tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, thật sự kinh tởm. Ngoài ra tôi cho rằng một mình thiên long nhân không thể nào bắt cóc được Ginny. Chắc chắn kẻ đi cùng với thiên long nhân đã gây ra chuyện này là ai đây? Một trong số những thánh hiệp sĩ hay là những thành viên của tổ chức bí mật Shibiro? Và tôi nghiêng về thánh hiệp sĩ hơn, bởi tất cả bọn chúng đều là những kẻ có sức mạnh. Quay trở lại với những diễn biến của chapter, sau khi Ginny bị bắt cóc thì quân cách mạng trở nên bạo lực hơn so với trước rất nhiều, và Kuma trở nên đáng sợ hơn rất nhiều trong từng trận chiến, tức là thay mạnh hơn và không còn nhân từ như trước nữa. Để rồi sau đó 2 năm chúng ta thấy quân cách mạng đón người từ vương quốc qua trở về, trong đó có cả việc thu nhập được Sabo. Và đây là phần tiếp theo cho đoạn hồi tưởng của Luffy 2 năm trước. Sau đó Kuma đã tự dịch chuyển đến một hòn đảo nào đó để giúp đỡ quân nổi dậy, và Kuma đã tự mình kết thúc trận chiến trên hòn đảo đó. Đồng thời nụ cười không còn hiện trên gương mặt của Kuma nữa. Nó cho thấy sự việc Ginny bị bắt cóc đã khiến Kuma tổn thương rất nhiều. Chấp tao quay trở lại với Bonnie. Theo đó thì Bonnie là một đứa trẻ được sinh ra từ Ginny và một thiên long nhân. Và cũng trong khoảng thời gian này, Ginny đã mắc phải một căn bệnh mang tên vảy Saphir. Và đây là một căn bệnh rất hiếm gặp, thậm chí còn hiếm hơn cả chứng trì hồ phách mà Law đã mắc phải khi còn nhỏ. Theo đó, khi người mắc bệnh tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, tức ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng, thì vảy Saphir sẽ khiến toàn bộ cơ thể người mắc bệnh chuyển sang màu xanh và có làn da cứng như đá. Và để có thể hình dung thì nó tương tự như hình dạng trác quỷ của Roger Kim Cương của băng hải tặc cứu hỏa đảo trắng. Và căn bệnh hiểm nghèo này đã khiến Ginny mất đi cảm giác, tức ở đây là không thể cảm nhận được cảm xúc của chính cơ thể mình. Và thành thật mà nói thì tôi đã khóc khi đọc đến thông tin này anh em ạ. Và cũng vì lý do này mà bọn Thiên Long Nhân đã tha cho Ginny. Đồng thời chúng ta không thấy được khuôn mặt của Ginny ở chapter mà chỉ nghe được giọng nói. Có lẽ Oda đã cố tình giấu đi khuôn mặt đau khổ này của Ginny. Và sau khi được đám Thiên Long Tinh thả ra, Ginny đã quay trở lại đất nước Sobet cùng với Bonnie. Sau đó thì Ginny đã gọi cho quân kết bạn từ bên trong nhà thờ, nơi mà cô từng sống với Kuma lúc nhỏ. Và cũng thông qua chi tiết này cho thấy Ginny vẫn luôn nhớ về Kumachi. Chúng tôi thấy Ginny nói: "Tôi thật sự rất muốn gặp mọi người, nhưng đây là lời chia tay rồi." Nghe thấy những lời nói không bình thường của đứa em gái bé bỏng Ginny, Ivan có nói: "Cái quái gì vậy Ginny?" Còn Kuma thì nói: "Em đang nói gì vậy Ginny? Anh tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Giờ thì em đang ở đâu? Anh sẽ tới đó ngay lập tức." Và tôi lại tiếp tục khóc khi đọc đến chi tiết này anh em ạ. Kuma vẫn luôn chờ đợi Ginny. Thông qua cuộc trò chuyện, quân cách mạng đã xác định được vị trí của Ginny là đất nước Sobet. Vậy cho nên Kuma đã ngay lập tức sử dụng năng lực trác quỷ dịch chuyển đến quê hương của mình. Dẫu vậy thì Ginny đã nói một điều gì đó sau cùng với Kuma, nhưng Kuma đã không thể nghe thấy vì đang phải dịch chuyển đến nơi Ginny đang ở. Chúng ta thấy Ginny nói: "Kuma, em yêu anh." Để rồi sau đó là những khung tranh thật sự cảm động. Kuma đến đất nước Sobet nhưng Ginny đã chết. Sau đó chúng ta thấy Kuma đã trông các Ginny tại đây. Kuma đã quyết định nuôi nắng Bonnie nhờ vào sự giúp đỡ của những người già trong xóm, và Kuma vẫn thỉnh thoảng dịch chuyển đến để giúp đỡ quân cách mạng. Chúng tôi thấy có một số phân đoạn về hoạt động của Kuma, trong đó có cả việc Kuma đang huấn luyện Sabo. Do vậy thì Bonnie cũng đã bắt đầu mắc căn bệnh vảy Saphir giống mẹ mình.
nên Kuma đã quyết định rời khỏi quân cách mạng để toàn tâm chăm sóc cho cô bé. Dragon đã cho phép Kuma làm điều đó, và ông nói với Kuma rằng ông sẽ hỏi tất cả các bác sĩ mà mình biết để xem có ai trong số họ có thể giúp được Bonnie hay không. Còn về phần mình, Kuma vẫn không biết làm gì để chữa trị cho Bonnie, nên Kuma đã quyết định không để cho Bonnie rời khỏi nhà thờ để tránh ánh sáng tự nhiên. Kuma đã mang cho Bonnie những cuốn sách về những hòn đảo khác nhau để đọc. Chúng có thể Kuma nói, nếu có thể đi du lịch, con muốn đi đâu vậy, Bonnie? Và đây chính là những lời mà Kuma đã nói với bạn hải tặc Mudom tại quần đảo Sabaody 2 năm trước. Chapter tiếp tục chỉ nén cảnh Bonnie và Kuma cùng nhau chơi đùa và khiêu vũ. Họ sống với nhau như cha con, và đây chính là những diễn biến tiếp theo trong đoạn hồi tưởng của Bonnie ở chapter 1063. Tuy nhiên, lúc này chúng thấy mặt Bonnie đã có những viên đá xanh, triệu chứng của bệnh vẩy Saphir. Và cho nên Kuma đã gọi Bonnie là Zeveri, tạm dịch là trang sức. Để rồi mấy năm nữa trôi qua, tức 6 năm so với thời điểm hiện tại, lúc này Bonnie đã 5 tuổi. Chúng ta thấy Kuma đang nói chuyện với một bác sĩ về Bonnie. Bác sĩ này cho biết, mặc dù Bonnie không bao giờ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhưng căn bệnh này vẫn sẽ nặng hơn theo tuổi, và Bonnie sẽ phải chết khi tròn 10 tuổi. Lúc này chúng ta thấy Bonnie đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện này. Do vậy thì Bonnie chỉ nghe được phần tầm 10 tuổi và hiểu lầm rằng mình sẽ khỏi bệnh khi lên 10 tuổi. Và đây tiếp tục là một chi tiết nữa khiến tôi đau lòng. Do vậy thì Kuma vẫn luôn lạc quan và nói với Bonnie rằng một ngày nào đó căn bệnh của Bonnie sẽ được chữa khỏi. Và Kuma đã không thể nói cho Bonnie biết về sự thật về căn bệnh của mình. Để sau đó lại một năm nữa trôi qua, tức cách 5 năm so với thời điểm hiện tại. Lúc này Bonnie đã 6 tuổi. Chúng ta thấy vua Bakuri của đất nước Sobet sau khi bị vua cách mạng lật đổ ở chấp tranh trước đã quay trở lại đất nước này để giết hại người dân tại đây. Rất có thể hắn muốn nhìn lại ngôi vị đã mất, và người dân đã nhờ Kuma giúp đỡ. Và tôi cho rằng đây chính là lý do khiến Kuma trở thành vua của đất nước Sobet sau này, bởi chính Kuma đã bảo vệ người dân Sobet trước sự trở lại của bạo chúa Bakuri, để rồi được chính người dân chọn là vị vua tiếp theo của đất nước này. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1098 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng, tuần sau One Piece không có chapter mới. Đây là những thông tin đầy đủ chi tiết của One Piece chapter 1098. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.